Cho nên là nếu mà không có sự hỗ trợ của kinh tế của Trung Quốc thì Nga vẫn sẽ tiến hành cuộc chiến như này. Chỉ có điều là điều kiện của nó sẽ giảm đi đúng không ạ, điều kiện nó sẽ không bằng. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng thì nó sẽ tôi nghĩ rằng là nó không sẽ không quá chênh lệch nhiều. Tất nhiên là sẽ có những ngượng bộ nhượng bộ nhất định nhưng mà sẽ không phải là một cái cái thay đổi cuộc chơi. Có nghĩa rằng nó không quyết định cái việc thắng hay thua nếu Nga không ăn cướp được tài nguyên ở Syria thì Nga nhảy đưa quân nhảy vào làm gì? Bạn Tuấn Nguyễn hỏi. Thực ra Nga vào Syria là do cái lời mời của chính phủ Syria thôi. Khi lúc đấy là chính phủ Syria là đã bị các cái nhóm quân phiến loạn ở IS và các cái nhóm quân tự do dân chủ các thứ của Mỹ đứng đằng sau ấy, họ ép đến thủ đô rồi và gần như là họ còn chiếm cả một phần thủ đô rồi. Thì lúc đấy là Syria mời Nga vào đúng không? thì lúc đấy là nga cũng không phải là gặp một cái trạng thái nó 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 hoàn toàn rỉnh rang đâu cũng vừa cuộc chiến ở ukraine cái cái những cái lùm xùm ở ukraine cái lần đấy là cũng chưa hết đúng không ạ nhưng nga nhảy vào thì kết hợp với lại syria là đánh bật quân của các cái cánh quân kia ra thì nga cũng đóng cái, cái quân cảng của họ ở ven biển thôi chứ làm gì có cái gì ở trên các cái mỏ dầu rồi là các thứ ở syri đâu họ không có một cái cái, cái ý đồ gì và tôi nói thật với các bạn như này nhé, nhiều người cứ nói rằng là nga cứ đi thèm những tài nguyên các thứ rồi xâm lược các thứ, nhé. nhưng mà các bạn hiểu một cái điều quan trọng nhất ở đất nước nga này chính là họ rất sợ những nơi giàu tài nguyên, sợ trong ngoặc kép thôi. Nếu bạn có thể hiểu là rất nhiều người đặt ra những câu hỏi là tại sao một cái đất nước nó rộng như thế, nó nhiều tài nguyên như thế mà nó lại không giàu hơn nước nhật, nó lại không giàu hơn trung quốc, giàu hơn mỹ, ít người hiểu một điều rằng là cái sự mà Dầu tài nguyên cái dạng như là bạn cầm sẻng ở sau nhà bạn đào phát nó có khi nó lên một đống các loại kim loại quý hiếm này chính những cái điều đấy nó là một cái lời nguyền cho sự phát triển của đất nước nga chứ nó không phải vấn đề là vấn đề là là năng lực của người nga đúng không ạ người nga thì bạn thừa hiểu một điều một trong những đất nước mà có cái trình độ giáo dục tốt nhất thế giới kể cả hiện nay đấy. nhưng mà tư, cái tư tưởng đấy nó đã từ lâu rồi ví dụ như bây giờ bảo là con ơi con đi cố gắng bây giờ ở nước nhật nó bảo là bây giờ nước mình nghèo lắm con cố gắng học hành đến nơi trốn rồi về là làm giàu đất nước đúng không thế nhưng mà ví dụ như ở nga thì con chỉ cần cầm cái sẻng với cái, cái 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 xô ra đằng sau con lấy một tí xúc đào tí kim loại lên bán là có khi sống qua ngày rồi Đấy, rồi tối làm chai vút ca mai tính tiếp thì cái việc ấy nó các bạn xem cái cái thói quen người nga bây giờ cũng như thế tất cả nó cứ đùng đỉnh đùng đỉnh không bao giờ vội vàng cả và rất lơ là đấy đặc biệt là trong cuộc chiến này bạn thấy là nga nhiều khi lơ là lắm. thì như vậy là cái việc mà bạn liên quan đến việc của bạn nói là tại sao phải đi chiếm trước các thứ tôi nghĩ rằng là kể cả như là cái 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 việc mà nga bảo là bây giờ nga đang chiếm được một vùng đất ở ukraine là nó trị giá hàng chục nghìn tỷ thực ra những thông tin đấy toàn là người ở mạng nói với nhau thôi chứ còn bản thân nga thì đất nước đấy có thiếu tài nguyên đâu khai thác còn lâu mới hết mà thì họ đấy không phải là vấn đề đúng không ạ có chăng chẳng làm vấn đề chẳng qua là một vấn đề là nếu như họ chiếm những vùng đấy thì nó sẽ cắt đi những cái nguồn kinh tế của ukraine thì tôi nghĩ đấy là việc đúng chuẩn còn nếu mà bảo là nga máu vơ vét tài nguyên ấy, thì tôi khẳng định với bạn là rất nhiều người đồng ý với tôi là nga đang thừa tài nguyên đấy, và chính cái việc thừa thãi đấy nó tạo lên một cái cơ cấu kinh tế ở nga nó mất ổn định từ trước cái này rất lâu phụ thuộc quá nhiều vào việc là khoan dầu để bán và đào khoáng sản lên để bán đấy, và cái việc đấy thì nó kéo kéo chậm lại cái sự phát triển đất nước và đặc biệt là trên đường dài ấy, thì nó sinh ra những cái công ty chỉ làm những việc đấy thôi dẫn tới là anh em đi học hành và các thứ về cũng chỉ làm như vậy và nó nó ảnh hưởng tới những cái việc là phát triển công nghệ cao đúng không rồi là sinh hóa học rồi sản phẩm tiêu dùng các thứ vân vân nhiều bạn bảo là bây giờ nếu mà nga giỏi thì tại sao không sản xuất được cái điện thoại tử tế như iphone mà làm thì đấy, câu chuyện nó là như thế, chứ không phải Nga không sản xuất được điện thoại, đúng không ạ? Không phải là Nga không sản xuất được ô tô. Nhưng mà nếu mà bạn ăn bánh mì Nga, đúng không? Hoặc là bạn uống nước, uống dầu của Nga, vân vân ấy, ăn quặng sắt của Nga thì những cái đấy nó đâu kém bất kỳ một nơi nào ở trên thế giới đâu.